giờ Sang đang đi đến cái siêu thị này, là siêu thị Makro này, siêu thị lớn lắm đó. Còn đây này, được bao bọc xung quanh là cả cái khét tô kho nhà hàng này cũng của siêu thị đó luôn đó. Còn bên phía bên kia là cái khu mà làm vườn á, lớn như vậy đó. À, trời nó hơi tối ha, hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều á, trời tối quá. Còn bên phía bên đây á là cái McDonald's mới mở, đang mở luôn đấy chứ, đang mở này. Cái cây xăng này là cây xăng cũng của Marco luôn. Cái McDonald's này mới mở, là gần nhà, đi mai mốt đó, ăn McDonald's nó tiện ghê. Chờ cái McDonald's này mở lớn đó ha. Trong siêu thị này cái gì cũng có hết. Giờ phải vô trong cái chỗ này để lấy xe, mỗi người một chiếc. Sang đang tiến vào bên trong cái siêu thị. Sau khi cái hoàn tất cái công đoạn mà rửa tay, khử trùng tay bằng alcohol nữa, thì Sang đang tiến gần vào cái chỗ mà cây thông Noel. Ở đây Sang sẽ quay cho các bạn xem những mẫu mà cây thông Noel trang trí đẹp nhất của năm nay. Mời các bạn cùng ngắm cây thông cùng với Sang nha. Đây là mẫu màu xanh bạc đó các bạn, màu xanh bạc thì những cái decor, những cái trang trí của nó cũng tương tự gần gần như nhau. Các bạn nhìn xem á, những cái mẫu thí dụ như màu hồng thì những cái decor của nó cũng hồng 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 hồng, kiểu tương gần như tương đồng á, để cho nó làm cho cây thông á, thêm đặc sắc thêm á. Các bạn nhìn thấy không, lộng lẫy quá ha, trời ơi nhìn mê luôn à. Còn qua phía bên đây thì những cây thông mà màu trắng, nó tượng trưng như là tuyết nó đang rơi trên cái lá thông vậy đó. Thì các bạn nhìn xem những cái decor của nó là những cái màu đỏ, màu xanh, những cái màu mà có điểm nhấn á, để làm cho cái cây thông nó rực rỡ thêm á. Các bạn nhìn xem, đẹp quá luôn. Người xa không biết nói gì nữa, chỉ biết nói là quá đẹp.
Sau khi ngắm cây thông chán chê rồi, bây giờ sang đi xuống cái phần thịt nha các bạn nha. Đó, khi mà đi xuống dưới đó thì con phải đi qua tất cả những cái gian hàng như thế này nè, bánh kẹo rồi dầu thơm các loại đủ thứ kiểu hết, nước đó. Nhưng mà cái gian hàng mà sô cô la là sang khoái nhất. Sô cô la đa số người ta sẽ tặng vào dịp nè, Noel nè, lễ tình nhân nè, rồi lễ bác nè. Đó, thường là sô cô la là người ta hay tặng vào những cái dịp đó, mà sô cô la của Bỉ là nổi tiếng nhất nha các bạn nè, ngon nhất luôn á. Còn đây là một cái chợ cá mini. Còn bên phía bên đây là những cái tủ lạnh của những cái hào, con mun, đó, tôm, những đó, những cái tủ nhỏ nhỏ như thế này đó, sushi nữa các bạn. Bây giờ Sang sẽ quay trở lại chỗ hàng thịt và Sang lấy mua ít đồ, ít thịt. Và Sang sẽ đi ra quầy kiếm tiền nha các bạn nha. Siêu thị lớn quá ha, lớn ha. Và Sang đã đi chợ xong, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn các bạn đã luôn xem và ủng hộ Sang trong những thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại.